like cho cái video này đi nếu như các bạn thích mình làm về blog phở. Mà nhấn đăng ký nữa nhá, bật luôn nút chuông thông báo để không bỏ qua bất kỳ video clip nào. Chiến mấy bữa nay toàn là đi thức tỉnh tộc chán vãi ò, cho nên là hôm nay mình quyết định là chuyển sang thức tỉnh trái ác quỷ. Và trái ác quỷ mình chọn đó là trái Free Fire. Trái này mình đã sở hữu được phần viền rồi, nhưng mà mình vẫn bật cái ba lô lên lấy trái ác quỷ trong tủ đồ ra mình ăn. Vì trái này nó rẻ vãi cả cứt ra các bạn ạ. Mình làm thế cho nó chất. Sao trông nó lại như thế này? Đúng là trái Free Fire có khác nhở. Nếu như các bạn cũng muốn có trái ác quỷ viền viền giống như mình thì hãy ghé qua subsiengamer.com, nơi giúp các bạn mua trái ác quỷ Game Pass nạp Robux giá rẻ hơn so với thị trường. Và đặc biệt hơn ở này, shop mình đang giảm giá 50% cho các bạn random ạc có song kiếm Good Human 200k, giờ chỉ còn lại đúng 100k. Nhanh tay lên các bạn ơi, vì chỉ còn lại 44 tài khoản trong shop này nữa mà thôi. Nếu như các bạn mua Robux, rút Robux không về ác, hoặc là mua ác không đăng nhập được thì cứ nhắn tin trực tiếp với shop qua góc tay phải phía dưới màn hình phần trợ giúp, đăng nhập vào bằng Messenger và nhắn tin trực tiếp với shop, link shop để ngay phía dưới phần mô tả. Trái Free Fire nó hết lổ rồi này các bạn ơi, mình sẽ ăn và test thử khi mà nó chưa thức tỉnh skill nó sẽ như thế nào nha các bạn. Nhoàm 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 nhoàm. Thông thả một chúng ta có skill đạn lửa, đó là skill Z. Gấu chạy ra đây cho tao test thử skill xem đam to không mày. Nếu có đam đang trong vùng an toàn. Từ từ mình đứng ra đây cái đạn lửa 2181 đam. Chà, đam cùng nhức cái nát chứ. Thông thạo level 1 mà ổng chưa thức tỉnh nữa mà đam được như thế này là căng rồi đấy anh em. Quầy dù 2400 đam. Thế là này mình bán xịt à? Đạn lửa lại 2100 đam. Bán xịt được các bạn ơi. Hình như là chiêu Z này nó có thể rưới hay sao ấy. Đúng rồi, nó có thể rưới đi. Hỏi sao mình lại không bắn chật. Trên phim One Piece, người sở hữu cái trái ác quỷ Free Fire này đó là Hỏa Quyền A. Nhưng mà hiện tại thì A được lên bàn thờ cùng với con Dizzozer rồi. Nó được chuyển chủ sở hữu sang Sabo. À không, Sabi. Trong game này nó là Sabi anh em ạ. Bữa đi thức tỉnh cái hỏa long, cái long cướp V2 ấy, thấy cái tên con nhân vật kia là Sabi, đau cái đầu thật chứ. Không thả mắt để test hết toàn bộ skill của trái Free Fire này chỉ cần đến level 100, cho nên là mình chỉ cần đánh mấy con NPC này là dư lên rồi các bạn ạ. Đạn lửa quý rồi rồi, lên bao nhiêu ấy? 90 luôn, đúng một đợt thôi là lên mẹ ông 90 level rồi. Đúng 10 level cuối rồi mà thôi. Đây là skill bay của nó. Lửa bay hả? Sao chậm vậy ta? Chắc là do chưa thức tỉnh rồi. Nếu như mà mình thức tỉnh lên thì mình nghĩ là nó sẽ bay nhanh hơn. Tiếp theo là skill C, cột lửa. Hai tay đấm xuống đất và lửa được phun lên. Hóa cầu bung lỗ, nó sẽ đấm ra một cái vùng lửa về phía trước. Nói chung thì skill của dạng V1 nó hơi phèn các bạn ơi. Nhưng mà trái này thuộc dạng hệ Logia. Nếu như mà ở C1 các bạn nào mà random ra trái này đem đi pha thì cũng ok đấy. Cột lửa ui rồi rồi, thông thạo lên 112, mở được skill hỏa diệt cầu. Để mình gộp hết cái đống quái này lại và test thử cho các bạn xem skill hỏa diệt cầu là như thế nào. Hỏa diệt cầu. Ủa thế thế hả? Mình tưởng là VIP lắm mà. Bữa mình thấy ai xài nhìn đẹp lắm. Nó kêu là trái gì? Nó kêu trái Free Fire. Nhìn đẹp lắm nhưng sao? Sao mình xài mình thấy nó cứ thế đéo nào nhỉ? Chắc là lúc đó nó thức tỉnh rồi. Chiêu ép bay nó không mất máu của quái. Tuy rằng là có bay ngang con người quái rồi nhưng mà đéo gây đam, nó chỉ giúp cho mình di chuyển thôi. Mình chạy về test đam lên thằng gấu xem là cái trái này nó có mặn không. Hóa diệt cầu 4k đam. Cột lửa 7000 đam. Thêm hỏa cầu bùng nổ là 2145 đam. 3 skill gộp lại thì được gần 10000 đam. Skill đàn lửa nữa thì chắc chắn là hơn trong khoảng 12000 gì đó. Đạn lửa. Sau đó là ai 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 bị xích chó. Cột lửa. Vâng, sau khi hạ gục con Diablo thì mình đéo được cái chén thắng nào cả. Để tiếp diễn với câu chuyện thì mình sẽ bắt đầu đi thức tỉnh trái Free Fire lên V2. Chip của trái này nó thuộc dạng thường. Nằm ngay trang đầu tiên luôn. Được của nó 100.000 belly. Sau 2 giờ sẽ mua được chip tiếp. Ê thằng gấu cút ra chỗ khác, tao muốn đi một mình mày. Mình sẽ đi một mình luôn nha các bạn. Thế cho nó chất. Các bạn nghĩ trong đầu thì một mình thì làm sao mà cân được đúng không? Nhưng mà không sao, mình đã mua được những trái ác quỷ viền viền thì mình chỉ việc đổi qua xong rồi đổi lại nữa là xong, có gì đâu. Thoải mái, mình là người có tiền. Mấy cái map này thì đi một mình giữ sức cân các bạn ạ. Còn mà xài thêm cả tộc V4 nữa thì ôi dồi ôi, nhất là tộc thiên thần cân dư sức luôn. Boss chỉ biết quỳ xuống vũ cụ giả hòa thôi. Sợ là sợ cái hòn đảo thứ 4 và hòn đảo thứ 5. Còn đảo 1, đảo 2, đảo 3 thì toàn mấy con NPC quỳ không ạ?
Một con thuyền đã đến, di chuyển đến hòn đảo tiếp theo. Đéo thích đây, tao phật tổ, tao lướt trên mặt nước tao như cơn sóng được mà. Sau cái clip này thì chắc là mình sẽ tiếp tục đi thức tỉnh tộc lên V4. Và tộc mình muốn thức tỉnh sẽ là tộc quỷ đi. Xong rồi đến tộc xe bóc, rồi tộc thiên thần, và tộc human là cuối cùng, hợp lý đúng không? Vì mình thức tỉnh xong thì mình muốn xài cái tộc đó luôn. Đổi đi đổi lại nó tốn cái điểm ép, hoặc là tốn robot. Thứ hai nữa là cái tộc human ấy, là trên người nó không có phát sinh thêm cái gì cả. Mấy tộc kia nào là mọc cắn, rồi nào là mọc đuôi, rồi nào là mọc tai, rồi nào là mọc vấy. Nhìn như cái đờ bờ rẻ rắt đấy, cho nên là mình không muốn một chút nào cả. Này tộc human đi, mình nghe nó giống con người bình thường các bạn ạ. Bắt đầu đảo 3 này là bọn nó có skill của trái Free Fire này. Đảo thứ 4 nó mới bắt đầu có những con quái nó trâu, đam nó cũng to. Nhưng mà human cộng với super human V2 thì bọn này tuổi. À, thế này còn có thêm cả tộc thỏ V4 nhá. Nhưng mà tộc thỏ V4 thì hình như là hơi phế thì phải. Ăn bạn à, từ từ, chuyện đâu còn có đó. Cái con này bắt đầu xuất hiện này. Con mà người nó có cái trắng trắng á các bạn, giống như là cái đéo gì đó mình cũng chưa biết mô tả các bạn thế nào, các bạn tự nhìn bằng mắt thường đi. Khó dùng lời để mà mô tả được cái đó của nó lắm. Con này là bắt đầu trông như chó rồi đấy, đã thế mấy cái skill nó trưởng ra bằng đau nữa. Ok, và đến với hòn đảo cuối cùng, chúng xuất hiện trong .. 3, 2, 1 á díu rẽ đi. Đây rồi, chúng quế rồi, bật tộc V4 luôn đi, cho chúng quế xoay trong trọng. Ai ạ, cái tộc, ai ạ, mẹ cái tộc thỏ này đem đi đánh boss như cứt đi. Đem đi bố bản như đờ bờ rờ rờ ấy các bạn. Ai ạ, đau đầu với cái quả tộc thỏ này quá. Không hổ danh là tộc mạnh nhất, nhưng mà đứng xếp từ dưới xếp lên. Mày trùng cuối với tao này. Phía bên đây còn 2 con nữa thôi. Rồi. Ồ, sau khi mình đấm xong 2 con thì 2 con khác nó lại lòi ra. Chúng mày có thể lòi ra một lượt được không? Tao cần hết được mà, đâu cần phải ra lắt nhắt đâu. Ô, từ từ, mình đổi sang trái Free Fire đã chứ nhở? Tí thì giết cái con đấy là xong luôn rồi. Ma hên mà còn nhớ ra là phải đổi sang trái Free Fire đấy. Cột lửa. Yeshua. Thời gian còn lại là 5 phút 53 giây. Đi một mình lâu thế. Tôi muốn thức tỉnh skill Z với 500 điểm nguyên thạch. Chiêu được gọi là Blue Fire Blood Blade. Blue Fire Blade đúng không? màu xanh nước biển à? Sao nó lại là màu xanh nước biển? Tôi nghĩ có trên phim làm đéo của con phụ này. 3200 đam. Anh em có thể thấy là lượng đam nó được nhân lên khá nhiều. Này được 2000 mấy nhỉ? Mình cũng đéo để ý rồi. Nhưng mà level thấp. Đổi lại kỹ năng khi mà chưa thức tỉnh test đam xem như nào nha các bạn. Đạn lửa. 3000 đam. Này là 3200 à? Vậy là tăng hẳn 200 đam. Wow. Thật là amazing. Thức tỉnh lại cái, test lại cái nữa xem có đúng là sự thật không nào. Nó là sự thật các bạn ạ. Tăng đúng 200 đam. Nhiều thế. Sao tăng nhiều vậy hả? Bắn nhanh hơn. Khi mà thức tỉnh lên V2, tất cả skill đa số nó toàn được là nhanh hơn, đam to hơn. Nhưng mà sao skill lửa này đam nó to hơn được có xí ấy nhở? Mấy trái kia bữa mình thức tỉnh là nó to hơn hẳn mà. Lúc nãy mình có kêu các bạn là mình sẽ đi thức tỉnh một mình đúng không? Cho nó chất. Nhưng mà mình đéo muốn chất thì các bạn ạ. Lâu bỏ mẹ ra, mình kêu thằng gấu vôi giúp mình một tay. lâu quá làm cho nó nhân chút. Lúc này mình đi một mình cân một map là được rồi đúng không? Cân gì cân lắm, một phát thôi lấy uy tín là được rồi. Đủ gấu biến human sóng kiếm ghế vậy sao. Cùng xem thử là hai phật tổ đi cái map này sẽ tốn bao nhiêu phút nha các bạn. Mình hơi yếu khi mà mình xài melee, xài kiếm nó sẽ nhanh hơn. Một con thuyền đã đến, cút sang đảo 2 nào. Sang đảo 2 đến đảo 3, thời gian của chúng ta còn lại 11 phút. Hoàn thành đảo 3 và thời gian còn lại 10 phút. Hoàn thành đảo 4 và thời gian chỉ còn lại đúng 9 phút. Thời gian chỉ còn lại đúng 8 phút nữa mà thôi. Gấu đéo đắn à gấu? Đắn đi em, đắn đi. Gấu này giờ nó đéo đắn các bạn ạ. Từ từ để mình chuyển lại cái trái ác quỷ phát. Vâng, và thời gian của chúng ta còn lại đó là 7 phút 51. Nếu như mà gấu chịu đắn ở cái đảo cuối thì chắc là thời gian sẽ còn lại gần 8 phút 30 tầm đó. Skill F với 2000 điểm nguyên thạch, đương nhiên nó sẽ mở skill hỏa cầu bùng nổ hả? Thì nó sai hay sao? Hỏa cầu bùng nổ. Thế rồi nó khác cái gì ở dạng V1 vậy các bạn? À, cái skill mình vừa thức tỉnh là skill F mà ta. quên. Mình cứ quên là xếp từ trên xếp xuống cơ. Chiêu Z xong đến chiêu X vãi nồi thật. Chiêu Z xong rồi mới đến chiêu F. Chiêu F là ủa? Mà cùng đéo có gì nó thay đổi sao ấy? À, đây mình thấy thay đổi này. Nó có cái vòng màu trắng trắng.
nó đẩy ra đẩy ra đẩy ra đằng sau đó. Các bạn thấy cái vòng trắng trắng không? Thực chất thì nó đéo thay đổi gì đâu các bạn ạ, nó chỉ thêm được đúng cái vòng thôi. Về cái tốc độ thì chắc là có nhanh hơn được một tí, nhưng mà không thể nào mà phân biệt được bằng mắt thường. Mình thấy phần chậm với cả nồi ra. Bạn có muốn thức tỉnh circuit với 3.000 điểm nguyên thật? Bây giờ mới là cái circuit này này là quên đấy các bạn. Hỏa bộc phá. Đù. Chưa nhìn thấy gì cả anh em ạ. Mình chỉ mới thấy nó cháy cháy thôi, chứ mình chưa biết là có cái skill gì đó được bay ra không. Đây test lại nè. Oh shit man, nó trưởng ra cái trụ lửa luôn à. Đúng không, mình nhìn không nhầm là như vậy đấy. Lại cái nữa con nào. Uầy, nó trưởng ra kiểu như Kamezoko, xong rồi nó trưởng xuống đất, nó sẽ bốc cháy ở dưới đất nữa. Đỉnh thế nhở. Để mình trưởng lên thằng Gohan xem. Oh, 2500 đam. Và ở dưới đất nó còn cái hiệu ứng lửa lửa cháy cháy. Hình như là hiệu ứng đó nó cũng gây đam ấy. Để mình test lại cái xong rồi kêu nó chạy vào lửa xem có gây đam không nhá. Ui, 3500 đam. Mày không chạy vào à thằng Han ngu đấy. 4400 đam. Vãi hò. Đây, cái lửa này nó cũng đốt này các bạn. Được nha, được nha, uy tín nha. Rồi rồi, thế là chúng ta được 10.000 tiền. Bạn có muốn thức tỉnh skill C với 4.000 điểm nguyên thật? Đương nhiên. Skill được đổi tên thành hỏa lốc. Oh shit man, nhảy lên trời bịt xuống một cú và tạo ra lửa ở dưới đít, rất nguy hiểm. Bạn có muốn thức tỉnh skill V với 5.000 điểm nguyên thật? Thế là chúng ta đã thức tỉnh full skill của trái Free Fire lên V2. Lõi địa ngục. Nghe tên cháy nhỉ? Cháy như Free Fire luôn. Đúng trái Free Fire mà. Cái lìn gì thế này? Ghê vậy sao? Nó giơ một cái tay lên trời và tạo ra một quả cầu to vãi cả ò ra, hiệu ứng các kiểu chất chơi ở. Nhưng mà bữa mình có thấy cái thằng Nguyên sử dụng rồi. Chất nhờ anh em nhờ. Ui, thôi cái diện tích nó cháy này. Ma, nhức cái nắt, nhức cái nắt. Lói địa ngục. Mày đứng im cho tao test thử đam cái nào. 6.800, 7.000 đam, đam đốt nổi. Ui rồi ơi, cái đam đốt nó cháy kinh vai. Này, có bạn nào xài trái Free Fire này chưa? Combo của trái Free Fire này thì xài như thế nào cho bạn? Mình thấy xài cái combo này hợp lý này. Đầu tiên là chiêu Z, sau đó R vào và C, rồi ném quả ulti vào mặt của nó và chiêu X. Hợp lý không? Nếu như mà xài màu trái ác quỷ thôi ấy, thì xài như thế này là hợp lý ấy, đúng không? Bạn nào best Free Fire ở đây thì comment xuống video cho mình cái combo này là như thế nào là hợp lý. Combo trái ác quỷ thôi nhá, chứ không phải là kết hợp với melee hay là gì đâu. Chỉ màu trái ác quỷ thôi. Z xong rồi R vào, C bay lên và ném chiêu V rồi chiêu X. Vì cái chiêu X nó đẩy đi ấy các bạn. Nên là mày chưa bật PvP cái thằng ngu này. Mà cái combo mình vừa nói ấy, nó chỉ tích hợp cho những ai đang đứng im thôi. Còn mà kiểu PvP thì mình xài skill này. Đó, xong rồi ném chiêu V, nó chạy mất con mẹ nó luôn. Nó chạy mất con mẹ nó luôn. PvP mà đâu có thằng nào ngu như các bạn đứng xài skill đâu đúng không? Ai à, cái con Kilo này bố láo ấy nhở. Mày có biết là tao vừa thức tỉnh được trái Free Fire không? Hải tặc đã được phát hiện đến gần lâu đây. À đủ, về đánh hải tặc đi. Với trái Free Fire vừa thức tỉnh lên V2 sẽ ra trái ác quỷ gì với lũ hải tặc ở C3 nào? Bữa giờ mới được đúng một trái bầu là trái hiểm, trái hiếp, chưa được một cái trái truyền thuyết nào cả. Đủ, thằng Trung Quế rồi các bạn ơi. Sau khi giết thằng này mình sẽ có trái ác quỷ. Mình nghĩ là nó sẽ cho mình trái ác quỷ gì đó ngon ngon và hiếm hiếm, dạng như là trái trọng lượng chẳng hạn. Skill lõi địa ngục. Hit đi này con. Đủ trái furnace các bạn ơi, nó thuộc dạng trái hiếm đây, ngon. Lần thứ hai mà mình đánh ra trái hiếm trong lũ hải tặc ở C3 các bạn ạ. Thấy không, thức tỉnh Free Fire lên V2 nó hợp lý hẳn. Đó, được rồi, như vậy là quá đủ cho ngày hôm nay. Chúng ta cùng kết thúc video ngay tại đây. Và các bạn đã xem nhớ like cho cái video, đăng ký đi nếu như các bạn chưa đăng ký, và hãy bật luôn chuông thông báo để không bỏ qua bất kỳ video clip nào. Bye bye.